Trong khi đó, thì ông Poroshenko tuyên bố không đàm phán với những kẻ khủng bố tên từ Kiev. Tân Tổng thống của Ukraine, ông Petro Poroshenko, hôm nay đã tuyên bố ông sẽ không đàm phán với các thành phần ly khai vũ trang ở vùng nổi tiếng Nga ở phía đông của đất nước, nhưng sẽ đối thoại với người dân bất bình ở khu vực này miễn là họ không ủng hộ bạo lực. Lực lượng ly khai vũ trang thân Nga đã nắm quyền kiểm soát một số thị trấn và thành phố ở phía đông Ukraine, bao gồm khu vực có các mỏ than Donbass, và đã ngăn chặn người dân ở những nơi này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày Chủ nhật. Ông Poroshenko, người đã giành được chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine, hôm nay đã nói rằng sắp tới mọi người sẽ nhìn thấy hiệu quả nhiều hơn trong hoạt động chống khủng bố. Chiến dịch chống khủng bố không thể và sẽ không mất 2 hay 3 tháng mà chỉ mất vài giờ. Ông đã gọi lực lượng ly khai vũ trang thân Nga là những kẻ giết người cướp của, là những kẻ khủng bố, và không có một quốc gia văn minh nào trên thế giới đàm phán với những kẻ khủng bố. Chính phủ sẽ mang lại hòa bình cho người dân Donbass và sẽ chiến đấu chống khủng bố. Một trong những chức năng chính của chính phủ là bảo vệ người dân. Được hỏi nhiều lần là ông sẽ làm cách nào để mang lại hòa bình ở phía đông, thì ông Poroshenko cho biết Kiev sẽ giải quyết những bất bình chính đáng và bảo đảm quyền hạn của người dân ở đây, bao gồm cả việc sử dụng tiếng Nga. Nga đã bày tỏ sự cảm thông với lực lượng ly khai, nói rằng những người này đang cố gắng để bảo vệ các quyền và tự do của đa số người nói tiếng Nga trong khu vực. Nhưng mặt thực hòa phủ nhận là đã trang bị vũ khí hay đã đào tạo cho lực lượng này. Ông Poroshenko cho biết ông hy vọng sẽ gặp các lãnh đạo của Nga trong 2 tuần đầu tháng 6 vì khôi phục ổn định ở miền đông Ukraine cần có sự tham dự của mặt thực hòa. Về vấn đề bán đảo Crimea, ông Poroshenko đã nói rõ là ông sẽ tìm mọi cách pháp lý để đưa quyền kiểm soát bán đảo Hắc Hải trở về với Kiev. Theo các giới chức bầu cử, ông Poroshenko sẽ được tuyên thệ nhậm chức vào khoảng giữa tháng 6.